Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Bất động sản niềm tin hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn lắm chọn 7 cái nguyên tắc quan trọng để đầu tư về bất động sản, làm sao cho nó an toàn và đảm bảo cái sinh lời cao nhất. Đối với cái kinh nghiệm mua bán đất nền hay là đất dự án, thì 6 cái lời khuyên cho các nhà đầu tư mới vào thị trường. Có 3 cái dấu hiệu sốt đất ảo và các cái cách phòng tránh rủi ro khi đầu tư về đất nền. Việc đầu tư đất nền luôn là cái tiềm ẩn và nhiều rủi ro. Vậy mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ để giao dịch an toàn, đồng thời đảm bảo về cái khả năng sinh lời cao. Hãy cùng xem 7 nguyên tắc quan trọng trong đầu tư đất nền mà Bất Động Sản Niềm Tin chia sẻ cho quý vị và các bạn. Đất nền vốn là một kênh đầu tư bất động sản hấp dẫn, mang về lợi nhuận tốt cho quý khách. Nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách đầu tư đất nền hiệu quả và an toàn. Sau đây là Bất Động Sản Niềm Tin sẽ chia sẻ, gợi ý cho quý vị và các bạn 7 cái nguyên tắc đầu tư về đất nền, giúp bạn hạn chế cái rủi ro và thu được cái lợi nhuận cao nhất. Một là chọn đất nền có vị trí kết nối giao thông tốt. Thì chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đi chọn lựa một trong những cái lô đất, thì chúng ta phải đặt cái vị trí của lô đất đó lên hàng đầu. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm về cái đường lối đi lại giao thông cho nó thuận tiện, đúng không ạ? Và cái hướng đất, đúng không ạ, cho nó phù hợp. Hai nữa là đầu tư vào cái khu vực có mật độ dân cư tương đối. Thì quý vị biết được rằng là khi chúng ta mua, chúng ta lựa chọn được một cái mảnh đất đẹp, thì tất nhiên là cái điều quan trọng tiếp theo đó chính là chúng ta phải mua ở những cái chỗ nó đông dân cư, đường xá thuận lợi, vị trí đẹp, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta lựa chọn vào cái mảnh đất mà nó vùng sâu vùng xa, nó không có dân cư sinh sống ở đấy, nó thưa thớt đấy, thì chúng ta sẽ khó có thể thanh khoản, và những cái chỗ đấy tiềm năng nó sẽ rất là thấp, đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là cái mua đất nền thì cần phải cái pháp lý hoàn chỉnh. Tức là khi chúng ta mua một mảnh đất thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng về cái lô đất đó diện tích bao nhiêu, thửa đất như thế nào, đúng không ạ? Tờ bản đồ bao nhiêu, và nó có bị tranh chấp hay không. Đấy. Rồi thì giấy tờ, tất cả về cái pháp lý nó phải đầy đủ, đúng không ạ? Để chúng ta mua bán, chúng ta chuyển nhượng, đúng không ạ? Về cái thứ tư nữa là về cái phần mà chúng ta định giá cái đất nền hiệu quả. Chúng ta đi mua một mảnh đất ở một cái vị trí này, thì chúng ta phải tìm hiểu xem là cái mảnh đất đó ở vị trí này, xem là cái giá gia chủ người ta đưa ra, đúng không ạ, là bao nhiêu. Và chúng ta phải tìm hiểu xung quanh đó là người ta đang bán ở cái mức giá bao nhiêu, để chúng ta định giá xem là cái mảnh đất này là có cái giá như vậy mà gia chủ đưa ra thì nó có phù hợp với cái khu vực đó hay không, hay là nó đưa ra cái giá quá cao mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn cứ mua vào, đúng không ạ? Cho nên là cái việc định giá nó rất là quan trọng. Đến cái việc thứ năm là một cái cách chọn đất nền có tính thanh khoản cao. Thì chúng ta biết được rằng là khi chúng ta chọn được một cái lô đất mà muốn thanh khoản cao, thì chúng ta phải đặt lên có 4 cái tiêu chí lúc trước mà chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Thì thứ nhất là chúng ta phải chọn vị trí giao thông đi lại tốt, đúng không ạ? Thứ hai nữa là về cái dân cư đông đúc mà chúng ta lựa chọn cái mảnh đất đó, là nó phải đông dân, đông người ở, đúng không ạ? Thứ ba nữa là về cái pháp lý rõ ràng đầy đủ. Và thứ tư nữa là chúng ta biết được rằng là cái việc mà giá thành nó phải là hợp lý, đúng không ạ? Thì chúng ta, cái việc mà chúng ta muốn thanh khoản nó tốt thì nó phải lựa chọn vào 4 cái yếu tố lúc trước mà chúng ta đã nói đấy. Và đến cái việc mà cân đối dòng tiền, khi mà cân đối dòng tiền để chúng ta đầu tư vào cái mảnh đất, thì tất nhiên là ai cũng
đi mua đất hay đầu tư về bất động sản thì chúng ta phải biết được rằng là chúng ta phải cân đối về dòng tiền. Dòng tiền của chúng ta có đủ để chúng ta mua hay không? Hay là chúng ta phải đi vay? Và chúng ta đi vay như thế nào? Đi vay 50% hay là đi vay 80%? Đúng ạ. Thì chúng ta phải cân đối. Đúng ạ. Nếu như một mảnh đất mà chúng ta thấy nó quá tiềm năng, sinh lời tốt, thì có thể là chúng ta phải cân đối vay cao hơn một chút cũng không thành vấn đề. Đúng ạ. Cho nên là cái việc mà cân đối về dòng tiền cũng rất là quan trọng. Và đến cái thứ bảy là đầu tư đất nền theo đội nhóm. Thì quý vị cũng đã biết rằng là đối với tất cả những nhà đầu tư, có những nhà đầu tư cá thể, có những nhà đầu tư đi theo đội nhóm và có những nhà đầu tư đi theo công ty. Cho nên là cái việc mà chúng ta đầu tư về bất động sản mà chúng ta đi theo đội nhóm thì chúng ta sẽ có một cái giá trị nó tốt hơn khá là nhiều. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta có gặp rủi ro đi chăng nữa thì hoàn toàn cả một đội nhóm, mỗi người chỉ bỏ ra một ít và chúng ta tính cái độ rủi ro của nó hạn chế đến cái mức là thấp hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Thế cho nên là cái việc đó cũng là một cái việc mà chúng ta lên đi theo đội nhóm. Còn một số các cái nhà đầu tư, tức là cá thể, thì người ta muốn là gì? Người ta muốn mua một mảnh đất riêng của họ và người ta muốn là đầu tư không có chung đụng với ai cả. Và khi người ta bán, người ta thích bán lúc nào thì bán, đúng không ạ? Và người ta thích để đến lúc nào thì để. Đấy là cái cách mà mỗi một người, mỗi một nhà đầu tư người ta lựa chọn, đúng không ạ? Và chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị 7 cái nguyên tắc quan trọng này, cũng như là để trang bị cho quý vị một cái kiến thức để quý vị đi đầu tư bất động sản làm sao cho nó thật là hoàn hảo, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta được biết rằng là nếu như chúng ta đi đầu tư về bất động sản mà chúng ta không nắm được cái kiến thức căn bản thì chúng ta khó có thể là đầu tư thành công, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta đầu tư thành công được thì đó cũng chỉ là ăn may. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Kênh Bất Động Sản Niềm Tin thì luôn chia sẻ kiến thức cũng như là chia sẻ cho quý vị về những cái sản phẩm, những cái lô đất đẹp để cho quý vị lựa chọn, để cho quý vị đầu tư với những cái lợi nhuận sinh lời cao. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn và thành công trong việc đầu tư bất động sản.